Cái tay cho tầm cho dính nó trọng luôn cho khỏi dính dạ. Rồi thiếu kẹt motor. Motor này nè. Đi tháo miếng ống ra. Coi nào kẹt bỏ nè. Một con, hai con, ba con, bốn con. Tháo cái biển đèn luôn coi cái con cái gì kẹt cái động. Tháo ra. Rồi thiếu motor ngon quay coi nè. Dây xúc. Dây đỏ là cái tính đỏ. Ha. Còn cái cây bóp được rồi đem cái motor này lên cửa tình xe lên cho. Và máy người ta bảo hành là bảo hành cái chương trình chỉ có bóng hình thôi, còn máy này hư là mua. Ok ha, rồi tới phần không là hay là không là nó chậm luôn. Anh không khai làm được này, mình đẹp không làm bao nhiêu làm được gì vậy? Đầu hàng được đầu hàng cái gì nó không làm được mà cái đó nó bó tay cũng gần nó xe cộ đủ mà thằng Nhật cái đường tao được mà không làm được nè. Chỉ thiếu mà cái máy mà nó tê tê